Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, tại tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, xe máy mang BKC20H1263.47 do Nguyễn Đức Quân, SN1999, trú xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, điều khiển, chở theo 3 người khác là Trần Thị Linh, SN1999, trú tại Thanh Hóa, Đặng Thị Lúa, SN1997, trú tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn, và Trương Thị Như Quỳnh, SN1997, trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Xe máy do Quân điều khiển lưu thông trên đường liên xã Ba Hàng Tiên Phong, theo hướng Tiên Phong Ba Hàng. Khi đến tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKC30Z72082 đi ngược chiều do Nguyễn Minh Tú, SN2001, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, điều khiển. Lúc này, trên xe Tú chở theo Hoàng Mùi Sao, SN2001, trú tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Tuyên Quang, và Phan Tả Mây, SN2002, trú tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngoài ra, 4 người bị thương được xác định là Trương Thị Như Quỳnh, Nguyễn Minh Tú, Hoàng Mùi Sao và Phan Tả Mây. Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong là Nguyễn Đức Quân, Trần Thị Linh và Đặng Thị Lua. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa rất to, đêm tối, các xe máy đều chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm, mỗi xe dùng chung một áo mưa trùm kín cho tất cả người ngồi trên xe nên có thể khuất tầm nhìn, dẫn đến đâm trực diện vào nhau gây ra vụ tai nạn đau lòng.